합니다. 12월부터 2월까지는 겨울입니다. 겨울에는 눈이 오고 춥습니다. 사람들은 겨울에 눈 삶의 스킬은 다르답니다. Hầu như là luyến Anh thôi, còn những cái phần biến âm là cô đọc lại hai lần ha. Còn bây giờ là lần thứ hai là cô sẽ đọc nhanh cho các bạn nha. 한국은 봄, 여름, 가을, 겨울 사계절이 있습니다. 봄은 3월부터 5월까지입니다. 봄은 따뜻하고 꽃이 많이 핍니다. 사람들은 몸에 꽃을 보러 갑니다. 여름은 6월부터 8월까지입니다. 아주 덥고 비가 많이 옵니다. 그래서 한국 사람들은 봄, 가을, 겨울보다 여름에 육아를 많이 갑니다. 9월부터 12월까지는 겨울입니다. 가을은 쌀쌀하고 단풍이 매우 아름답습니다. 그래서 등산을 많이 합니다. 12월부터 2월까지는 겨울입니다. 겨울에는 눈이 오고 춥습니다. 사람들은 겨울에 눈삶의 스킬은 다르답니다. Rồi, bây giờ cô sẽ nhờ các bạn đọc lại, một bạn đọc lại cho cô phần này ha. Chinh đi Chinh, đọc lại cho cô hộ phần này nhé. Dạ. Hàn Quốc kinh bơm gió rừng cao cồn ta sẽ cho đi ít xin đi ta tụi mình sang quan phụ thọ ô quan cả chi như đà tụi mình ta chết hà cô cô chi mà ni phim như đà ta làm từ rừng tụi mẹ có chuyên bộ ra khắp ni đà 여름은 6월부터 8월까지입니다. 아주 덥고 비가 많이 옵니다. 그래서 한국 사람들은 봄, 가을, 겨울보다 여름에 휴가를 많이 갑니다. 9월부터 11월까지는 가을입니다. 가을은 산산하고 단풍이 매우 아름답습니다. 그래서 등산은 많이 합니다. 12월부터 2월까지는 겨울입니다. 겨울에는 눈이 오고 춥습니다. 사람들은 겨울에 눈샘에 스키를 타러 갑니다. Rồi, ok, về luyện được thêm phần này một tí xíu nữa ha. Vừa đọc vừa dịch thêm phần này nhé. Rồi, bây giờ Thùy Dương đọc lại cho cô phần này lần thứ hai nè. Rồi, xin chào thầy bố xíu. 한국은 봄, 여름, 가을, 겨울 사계절이 있습니다. 봄은 3월부터 5월까지입니다. 봄은 따뜻하고 꽃이 많이 핍니다. 사람들은 봄에 꽃은 보러 갑니다. 여름은 6월부터 반원까지입니다. 아주 덥고 비가 많이 옵니다. 그래서 한국 사람들은 봄, 가을, 겨울보다 여름에 휴가를 많이 갑니다. 9월부터 한 11월까지는 가을입니다. 가을은 산산하고 단풍이 매우 아름답습니다. 그래서 등산은 많이 합니다. 12월부터 2월까지는 겨울입니다.
겨울에는 눈이 오고 춥습니다. 사람들은 겨울에 눈썹에 스킬은 다르답니다. Rồi, về dịch phần này bà vừa luyện đọc vừa dịch thêm nhé cho phần này. Đó là các bạn để ý cho cô ha, cô đọc từ từ lại cho các bạn một lần nữa những cái chỗ luyến nè. Biến âm thì ok, là những chỗ luyến thì đôi khi mình nhìn chưa có kịp á. Thì đôi khi mình luyến chưa có kịp, mình chưa có quen. Thì những cái chỗ nào mà luyến chưa có quen có thể mình ghi ra phiên âm giống như là phiên âm tiếng Hàn, ví dụ như là Hangukin. À, thì chỗ này chúng ta sẽ đọc là Hangu và giống như chữ kinh. Hangukin bom yeoreum gaeun geul. Chứ không có là cơ un nha. Kờ. 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 À, cơ un là giống như cái gương. Kờ un sa kê chờ đi. Sa kê chờ đi, xem gì ta. À, chúng ta luyến đôi khi là nó chưa có quen, chưa có nhanh được thì chúng ta có thể là trong những trường hợp này mình có thể ghi ra. Khi nào mình luyến được ok, mình nhìn mắt nó nhanh rồi thì liên dần dần thôi, tự nhiên cái mắt nó quen mắt á, nên là nhìn nó liên nó sẽ nhanh đi. Bom 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 sam sam won부터 5원까지입니다. Bom은 나 뜻하고 꽃이 많이 핍니다. 사람들은 몸에 꽃을 모으러 갑니다. 여름은 6월부터 8월까지입니다. 8월까지입니다. 아주 덥고 비가 많이 옵니다. 그래서 한국 사람들은 bom các bạn, bom cái gọi là bom bom như thế nào, bom 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 gaeul geulboda yeoreume 휴가를 많이 갑니다. 9월부터 11월까지는 가을입니다. 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 가을은 쌀쌀하고 단풍이 매우 아름답습니다. 그래서 등산을 많이 합니다. 12월부터 2월까지는 겨울입니다. 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 Đó là cô đọc từ từ chậm chậm ha, còn cô đọc nhanh là giống như hồi nãy đấy. Nó sẽ liếng qua cái này cái kia luôn. Hôm nay cô đọc nhanh để các bạn nhìn lại ha, những cái liếng âm nhé. Khâu đề nên Nú ni ổ cô chụp Sa-ram-tử-rưng Khâu-rê Kìa Kyoure nunsoime sikirin tara kamida. À, đây là cô đọc từ từ, còn nếu như hồi nãy cô đọc nhanh là, đây là ví dụ đọc nhanh là mình sẽ luyến nhanh lên và cái từ nó sẽ không đi từ từ như thế, nó nhanh lên là gì đây. Kyoure 한국은 봄 여름 가을 겨울 세 계절이 있습니다. 봄은 3월부터 5월까지입니다. 봄은 따뜻하고 꽃이 많이 핍니다. 사람들은 봄에 뜨뜻 하나 그런 거 đúng không? Giờ cô đọc chậm lại các bạn để ý lại cái phần luyến âm. Rồi bây giờ các bạn sẽ chuyển sang 170
Bài này mình về mình đọc to lên và mình dịch. Ví dụ như cô về nhà, cô đọc to lên cái câu này. Hàn Quốc cơm bom giờ đâm khờ khờ ôn xà kê cha đi suy nghĩ ta. Xong các bạn sẽ nghĩ trong đầu, vừa đọc to lên các bạn nghĩ trong đầu câu đó là câu gì. Các bạn đừng nhìn mặt chữ. Mình đọc lên to lên rồi mình nhớ hồi nãy mình đọc cái từ gì để mình dịch ra. Vì cô nói là khi khi chúng ta đọc một cái gì đó mà chúng ta đọc to lên thì cái tăng khả năng trí nhớ của chúng ta và tăng khả năng hiểu biết. Đọc to lên cái từ này các bạn không nhìn chữ, khi các bạn đọc to qua rồi thì các bạn chuyển sang cái phần mà các bạn viết đấy, các bạn đừng nhìn chữ này, các bạn nhớ hồi nãy mình đọc cái gì, mình thử dịch thử xem. Đó là cách chúng ta gì đây, cái phần dịch và cái phần đọc nhớ này nó rất là hiệu quả, các bạn thử xem. Rồi bây giờ sẽ trang 170, đó là phần thông tin chúng ta tìm hiểu và cuối cùng với cái bài 15 này. Đó là Muno wa chenpo. Muno. Jaenam an chen an em mun ja. Những cái tin nhắn mà hướng dẫn cho chúng ta là cái an toàn và cái tai nạn. Jaenam, những cái tai nạn. Hàn Quốc chenpo neun jaenam jie motun gumiege mun ja-deun bonaemnida. Hàn Quốc chuẩn bị nâng chế nan xie mô tung cung minh nể ghê muốn cho đến bốn em ta. Tức là gì đây? Thông tin của Hàn Quốc ấy, những cái thông tin ở đất nước Hàn Quốc này ấy, thì là gì đây? Thường có cái chế nan là cái tai nạn hoặc là cái vấn đề gì đều có gửi tin nhắn về cho tất cả các người dân cung minh nể ghê. Bố mẹ nâng mi xe mừng chị. Vào mùa xuân thì thường có những cái bụi li ti từ Trung Quốc sang gọi là mì xe mần chi đấy. Giờ đó mẹ nên thì có là phô cơm khoa hô đừng mì đi à ra chung này đó. Vào mùa hè phô cơm là sẽ có những cái trận nóng ói ả, nóng bức đó, nóng mà là nóng như cô nói nóng bức, nó có gã trên là 37 38 độ gì đó vân vân. Đó là những cái ngày mà nóng oi ả, nóng bức, người ta sẽ cho mình gửi tin nhắn văn bản về à ngày mai hoặc là tuần sau và thứ mấy sẽ có trận nóng bức đó, các bạn đừng đi ra ngoài hoặc là đừng đi giữa trưa nắng, nó sẽ nóng bức quá, nó sẽ bị hại đến sức khỏe, ngất xỉu vân vân như thế nào đó, đừng cho trẻ con chơi vào thời điểm đó hay như thế nào đó đó, họ sẽ có tin nhắn như thế gọi là phô những trận nắng ói ả. Và hô là những trận mưa to, mưa lớn, mưa bất chợt, mưa kèm theo gió, thì họ sẽ cho chúng ta biết để chúng ta dự phòng đi kèm theo ô, hay là trong thời gian đó, trong ngày đó chúng ta đừng đi ra ngoài lái xe và vấn đề gì hoạt động ở bên ngoài chơi đấy, họ sẽ cho chúng ta biết như thế. Rồi tiếp tục là khô để nên, khô để nên là vào mùa đông. Hàn pha phúc sơn cần cho chú ý bổ rừng ai lên người ta. Vào mùa đông thì chỉ có hàn pha phúc sơn cần cho, có hàn pha là những cái chất ghét đậm ghét hại, và phúc sơn là những cái trận ngày mà tuyết rơi nhiều, tuyết rơi thật là nhiều đó đó, những cái ngày mà tuyết rơi nhiều, tuyết rơi dày đặc để hay nói cách khác đó, những cái ngày như thế họ cũng cho chúng ta biết, họ sẽ gửi về tin nhắn của chúng ta là hăng pa ô nương, cái hăng pa đấy chúng ta không, họ không gửi là hôm nay tuyết rơi nhiều nữa ni mà ni ôm ni ta, thay vì nữa ni mà ni ôm ni ta thì họ sẽ ghi là phúc sơn đó, ví dụ như nóng ôi ả ô nương nổ mô thôi thì họ không để, họ gọi là phô cùng, những cái từ mà gọi từ chuyên môn đấy về cái tai nạn ấy. Xong rồi tiếp tục nữa, đây là cần cho là những ngày nó khô ráo đấy các bạn, những ngày mà khô ráo mùa đông mà chúng ta mà không có sức mỹ phẩm, hoặc là chúng ta không có cái máy mà nhiệt độ nước ở nhà thì người chúng ta sẽ bị khô môi và da, chúng ta sẽ bị khô hết khô đấy. Thì họ sẽ cho chúng ta biết những ngày mà nó khô ráo. Để chúng ta dự phòng. Rồi tiếp tục.
여러분도 휴대전화에서 이런 문자 메시지를 받았습니까? 앞으로 날씨와 재난 안전 문제 등잘 확인하세요. các bạn đã nhận được những tin nhắn này về điện thoại chưa? Sau này thời tiết hoặc là tai nạn an toàn gì đấy thì các bạn có thể gì đấy kiểm tra tốt rồi đúng không? À, hoặc là hãy kiểm tra tốt những gì đấy qua cái tin nhắn đấy. Ví dụ như chúng ta sẽ nhận được những tin nhắn này, các bạn cũng sẽ nhận được tin nhắn này. Máy, tại vì họ gửi cho tất cả người dân mà có nào có số điện thoại là họ gửi hết. Nhưng bây giờ là hầu như corona nó chiếm hết rồi. Cái tin nhắn về corona nó chiếm hết rồi. Cho nên những cái tin nhắn này thì vào cái mùa nó cặp cưng và thỉnh thoảng. Còn hình như là corona là gì đây? Là ngày nào cũng corona, corona hết rồi. À, khu vực chúng ta. Cho nên khi chúng ta nhận được cái tin nhắn, chúng ta cũng biết kiểm tra như thế nào đúng không? Đây, các bạn thấy cái tin nhắn phần này này. Thấy chưa? Thấy những cái tin nhắn này chưa? À, tin nhắn mà người ta để phô cơm. Đó, có chữ người ta in đậm đấy. Thì mình biết là gì? Ngày nay, à, cái trong cái thời điểm ngày nào? Từ lúc 10 giờ. Là ở đâu? Seoul, Cần, Ki, Tường Bô gì đó, tương tương tương. Mình ở khu vực Seoul hoặc là Busan gì đó thì họ sẽ gửi mình đến khu vực đó, tỉnh nào, huyện nào. Và lúc cái gì đây, buổi nào, à, ngày nào sẽ có một chọn lọc Pokemon. Nóng ối ạ. À. Rồi chúng ta nhận mà cái tin nhắn nó có là Misemon Chi. À, thì chúng đến thì chúng ta sẽ biết là vào ngày đó, giờ đó, ở khu vực nào nó có Misemon Chi. Rồi chúng ta nhận được cái tin nhắn là hu. Thì chúng ta sẽ biết là vào mấy giờ ngày nào người ta để là y cúp xìm sipun nè, thì ở đâu Seoul, Incheon gì đó tương 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 khu vực nào sẽ có hô u là trận những trận mưa lớn, trận mưa bất chợt kèm theo gió ha. Rồi tiếp tục khi họ mình nhận được tin nhắn để là chữ là Pukson. Pukson thì là chúng ta sẽ biết được là à, ngày vào ngày đó giờ đó những cái khu vực nào nó sẽ có gì đây trận tuyết rơi nhiều. À, tuyết nó rơi dày đặc để chúng ta tránh đi ra đường, tại vì tuyết rơi thì đi ra đường hay gặp sự cố, à, vân vân. Rồi đây là phần thông tin mà họ cho chúng ta biết ở phần này để chúng ta nhận tin nhắn này sau biết sau này chúng ta sẽ biết là những cái tin nhắn gì đúng không? Đó, ở đây họ hỏi này, trong bộ hệ sơ ẩn chế muốn cha mẹ sẽ ẩn chế muốn cha mẹ sẽ chỉ đến buổi này đó. Ở cái thông tin ấy, trong bộ ấy. À, Trần Bu mà cô đọc nhầm Trần Bu đó là chính phủ. Các bạn được nhận những cái tin nhắn gì từ chính phủ thì chúng ta sẽ được nhận tin nhắn này này, cô giải thích hết rồi đúng không? Ở nương kể chờ đây ở tông mì xe mình chỉ cà trà chua vậy đó. Mùa nào và gì đây, à, và vào mùa nào và vào cái mùa nào thì sẽ có cái bụi gì đó, thì ở đây chúng ta sẽ có này, vào mùa xuân ấy, thì có thường hay có gì đây, mì xe mình chỉ gọi là những cái bụi li ti. À, tiếp tục giờ đây vui ở tân chè nam ăn cho muốn chè đơn bạch tắt sẻ đối với chúng ta thì là chúng ta đã nhận được cái văn bản an toàn và cái những cái tin nhắn an toàn và những cái tin nhắn tai nạn nào chưa. Chắc là điện thoại chúng ta ai cũng có, nó là gửi hết, người ta gửi cho toàn người dân mà, cho nên chúng ta cũng thể nhận những điện thoại đó. Như như lúc nãy cô nói là bây giờ điện thoại mình là chủ yếu là corona đúng không, chủ yếu corona 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 thôi, nên những cái này thì nó ít, corona nó chiếm hết rồi. Cái này thì từ theo mùa họ sẽ cũng có thỉnh thoảng, ví dụ như mùa đông này này thì tin nhắn mình có sẽ thường xuyên đến về những tin nhắn như là hăng pa Puxer hoặc là cần cho đó, vào mùa đông nó sẽ có những cái tin nhắn như thế. À. Rồi hết cái chủ đề bài 15 này, các bạn còn gì hỏi cô nữa không? Ok, được bài 15 này chưa, nắm được bài 15 này chưa? Đây, nắm được thì thời gian còn lại chúng ta sẽ luyện vài phút. À, văn nói ha, còn là hôm sau chúng ta sẽ luyện tiếp, nhưng mà còn thời gian chúng ta sẽ luyện nói bài 10, bài 15 và bài 14, bài 14 và bài 15. Và các bạn nhớ cho cô này,
Cấu trúc bài 14 thì nó sẽ có những cấu trúc mà chúng ta học, đó là cải ố và mục. Thì chúng ta sẽ vận dụng hết những cái cấu trúc này để có thể trong câu nói, câu hỏi lúc nào cũng sẽ có cái ý để cho các bạn trả lời mục hoặc là những cấu trúc mà mình đã học. Và cấu trúc bài 15 thì chúng ta đã học là về cảm thán nhiều. Cho nên cô sẽ hỏi làm sao cho các bạn vận dụng được cái cấu trúc này, neo và mô tả. Chúng ta tự suy nghĩ sẽ có quay và quay xung quanh những cái cấu trúc đó. Thì chúng ta nhớ ra để chúng ta sử dụng bất kỳ trong câu chúng ta thì đây sẽ có một trong bốn cấu trúc này, cái câu mà chúng ta trả lời ha. Tại vì hai chủ đề cô gọi lại để cho có nhiều văn nói một chút xíu. Thì trước tiên Trinh đi. Trinh trước đi ha. Dạ. Ôn chờ nhớ cả chi một cân cả hả? Anio, 오늘은 시간은 없어요. 그래서 저녁은 뭐 저녁은 먹었어요 하고. Chi, mình dùng chi. Chi mục tha tà hoặc là gì dùng mục. Thì mình dùng thế nào đây? 먹지 않나요? 먹지 않나요? 먹지 못해요. 먹지 못해요. 아, 먹지 못해요. 그럼 못 먹어요. 아니, 그래? 아, 다시 한번. 오늘 저녁은 밥 같이 먹을까요? 아니요, 오늘은 시간은 없어요. 시간이 없어요. 그래서 저녁은 먹지 못해요. 그러면 내일은요? 내일 같이 먹을까요? 네, 내일은 같이 저녁은 먹어요. 같이 먹어요. 네, 알았어요. 내일 만나요. 네. 지금 우리 운동하러 공원에 갈래요? 갈까요? 아니요. 지금 집에서 청소해요. 그리고 공원에서 산책은 못 가요. 못 가요. 산책 못 해요. 산책하다. Cho nên chúng ta sẽ được một để mục ở chính giữa và sang xếp một theo chỗ mục đó là chưa có quen đúng không? Itaga đồ sang quê cả chi đồ sa khoang nghề cả chi khăn cả yo. Anio, itaga, mẹ cả chi thị trường nghề. 시장에 간 거예요. 세리자 하고. 간 거예요. 간 거예요. 그리고 그래서 도서관 못 가요. 도서관 못 가요. 우리 같이 숙제 할까요? 아니요. 숙제를 가요 하고. 숙제 할까요? 아, 네네. 아니요. 지금 병원에 가요. 그래서 숙제를 못 해요. 오늘 친구 모임에 같이 갈래요? 모임 친구 모임 같이 갈까요? 갈래요? 비슷해. 아니요. 오늘은 가족과 함
Và chúc mô mô em mê y가족 모임이 있어요. 네네 가족 모임회 있어요. 그래서 친구 모임은 못해요. 잘했어요. 지금 베트남 날씨 어때요? 지금 베트남 날씨 더워요. 더워요? 네. 그러면 아직은 뭐다 사용하세요? 뭐 다? 네. 뭐 다, 뭐 다? 아, 네네. 다시 한 번. 오늘 라 너무 험 뭐야 험 오늘은 날씨가 오늘은 작년보다 날씨가 더워요. em nói là năm nay nó nóng hơn năm ngoái hay là hôm nay nóng hơn hôm qua? không em nó bị cái chỗ mà chia cái đuôi quá khứ hay là hiện tại á con, tại vì mô tả anh chưa nắm được. Tà hiện tại gì nó không quan trọng, nó là cái này nó lạnh hơn cái kia, là mình đâu cái này nó đã lạnh hơn cái kia, không có đã, cái này nó sẽ lạnh hơn cái kia là nó đu bình thường thôi, đúng không? Không có đã và không có sẽ, nó chỉ đu bình thường, là cái này nó hơn cái kia nó hơn cái nọ, thì chúng ta sẽ chia về đu bình thường thôi. Ở đây không chia về dạng quá khứ hay tương lai gì cả, cho nên là bây giờ em nói, ví dụ như em nói hôm nay nó nóng hơn hôm qua thì em nói như thế nào đây?시장에서 옷은 자주 사요? 시장에서 옷 자주 사요? 네, 시장에서 옷은 자주 사요. 왜요? 시장에 옷은 사요. 그리고 예뻐요. 그리고 예뻐요. 그래서 그래서 시장에서 옷은 자주 사요. 맞아요. Những phần này em dùng mô tả nữa là em sẽ dùng rất là nhiều được ngữ pháp cho câu này này. Nó dài này. Si chang nghe mắt thử mô tả ủa xương xài không? Được chưa? Hiểu chưa? Thêm cái câu mô tả rồi thêm những cái câu đó, em nói câu rất là hay đấy, dần dần được nói được câu dài đấy. Thì bây giờ làm lại cho vô thêm cái mô tả nữa sao?마트보다 옷은 싸요. 싸요, 싸다. 싸요. 그래서 그래서 시장에 옷은 자주 싸요. 맞아요. 잘했어요. 오늘 공원에 사람이 많네요. 네, 오늘은 공원에 사람이 많아요. 어제보다, 네, 어제보다 오는 사람이 더 많아요. Phải suy nghĩ ra có một cái ô mô tả cho những cái câu mình nói, đúng không? Làm sao gắn ngữ pháp vô? Vâng. Oje bota, thêm một cái cấu trúc để chúng ta sẽ nói dài thêm một câu nữa. Ta sẽ em bảo, nương cũng quan hệ xa đam mê mạnh này, mạnh này ô. Này, 오늘은
어제보다 사람은 많이요. 많이 있어요. 다시 한번. 많이. 아, 사람이 많이 있어요. 와, 사람이 많아요. 하이갈. 다시 한번. Ý em nói là hôm nay là chủ nhật nên nó đông hơn hôm Đúng rồi, nhưng mà cái chỗ mạn tà em chưa có chưa có đúng. Cho nên là cô nói không? là mãn đi isoyo hoặc là mãn nayo. À. Mãn đi sao hoặc là mãn nay rồi hả con? Đúng rồi, mãn đi isoyo có nhiều hoặc là nhiều thôi. Dạ. Ừ, rồi, ta xem mà. Ô nơi Ừ. rin, thôi đi đều. Từ đây sao? Ô nơi rin, ở trên vô ta. Saram mình mãn đi mãn nay rồi. Ừ, chào đam mê bạn nghe bạn nào không? Hey, Alex. Oh, tên kẻ chơi đơn chỗ hẻo. Chính xí. Oh, tên kẻ chơi chỗ hẻo. Tên kẻ chơi chỗ hẻo. Jua해요. Bom. Bum Bom, bom, bum bom. jua해요. Bom, 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 bom,
봄을 좋아해요. Cô muốn thêm cái mô tả nữa thì bây giờ nói thế nào đây? Yorum ka khâu gì đó khâu bom bom mi à hoặc là bom mưa tại vì chua ha ta là chúng ta phải gì đây dùng ưng đưng nhưng mà khi nó cho quan nói đấy các em có thể là gì bỏ gì đây cho từ đi hết không cần cho từ Chỉ bom là bung vô tà cho ai hay không? đó khi cho quan nói chúng ta có thể lược bỏ trợ từ hết bây giờ chúng ta có thể lược bỏ hết cho phần nói ha viết khác nói khác cho dù bây giờ chúng ta nói cho nên chúng ta đừng để ý trợ từ lược đi chúng ta nói cho nó nhanh à. Rồi rồi bây giờ Trinh hỏi lại cô đi bằng những đuôi cài và những cái lần cảm thán như cô hỏi em lúc nãy để sử dụng nè và cả để sử dụng có chút nè và cài hỏi đi. Dọn hoa đơn bồ đó thanh cài đó còn câu nói thì không cần phải bô rơ rưng gì đã mà mình cần dọn hoa bô rơ khăn khăn cài đó đi để xem phim còn không thì dọn hoa bun cài đó thôi được chưa hiểu được chưa ta xem bơ nên dọn hoa đơn con cái à miễn hè 오늘 약속이 있어요 그래서 못 봐요 내일은 한가요? 내일은요? 내일 괜찮아요? 좋아요? 네, 오는 다음 주에 여행은 칸가요? 미안해요. 다음 주 고향에 간 거예요. 그래서 여행 못 가요. 오늘은 오늘은 점심은 못 끊을까요? 아, 미안해요. 아까 밥 먹었어요. 그래서 점심은 같이 못 먹어요. 내일은 도서관에
tôi xu hoa này sao chết cưng in in cưng cái미안해요. 네, 친구 모임이 있어서. 뭐 친구 모임이 있어요. 그래서 지금 뭐 있어요? nghĩ ra. Rồi bây giờ biểu cảm Neo này. Về thời tiết đi, biểu cảm Neo. Ồ, nắng, 날씨가 너무 춥네요. 시원하네요. 덥네요. 등등등. 아, 이거 너무 예뻐요. 등등등. 어느 이거 너무 비싸네요. 아, 이거 너무 싸네요. 등등등. 한번 해봐. 네요. 이 가방은 예뻤네요. 아, 예쁘네요. 한번 hỏi ha. Biểu cảm. Da시 한번. Nói hả cô? À, nói thôi. À, mình biểu cảm. Ví dụ như cô, em đang đi trên đường. Cô bảo à, cái cặp này đẹp quá này, đúng không? À À, ta xin. dạ. Y ca bánh nhân dịp bữa nào? À, mà chai Đúng không? Ừ, nè, mà chai không? Chờ các bạn bố tả thô mà này dẹp bôi à? à, nạn si ca xem hèo xem sao Sang, hèo hả sang. cô Sang sang tam san san nada san san nada san san nada là gì đây là xe xe lạnh 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 này si ca san san ha nè ô ta nạn si ca sẵn sàng ha nèo ô nè ô ở chế bộ đã thổ san san ha nè. bị cao nèo bị cao À, 맞아요. 비가 오네요. 맞아요. 작년보다 올해 비가 많이 와요. 또 바람이 불어내요 하고 많이 부네요. 많이 부네요. 바람이 많이 부네요. 아, 그 문단에 네. 많이 갔네요, 네. thì R này gặp N này, R này vừa quá cho nên chỉ còn là money bu nè à. À, bu parami money bu nè yo. Ta xem bớt. Bu Money money thì money để nhắc mạnh câu ha. bà ra mi bu Nè, 맞아요. 아침보다 지금 더 많이 불어요. 날씨가 오늘은 날씨가 또 내요. 아, 맞아요. 아침보다 저녁 더 더워요. 재미있네요. 재미있네요. 아, 네, 책은 좋아해요? 책? 네, 책은 좋아해요. 어떤 책 좋아해요? 한국 책은 좋아해요. 아, 한국밖엔 좋아해요? 알았어요. 또? 또. �ái này đẹp quá này, cái này đắt quá này, cái này gì đó, thời tiết thì hôm nay gió thổi nhiều, hôm nay lạnh quá, hôm nay nóng quá thì rồi rồi. Thì mình còn cái gì nữa đây? Hôm qua trời trong, à, hôm nay trời trong quá, hôm nay trời âm u quá, từng từng từng. Trời trong âm u còn nhớ không? Đúng rồi. Thì mình nói như này.
오는 좀 흐리네요. 하늘 cũng được. 흐리다 là âm u đấy. 날씨 오늘 날씨가 좀 흐리네요. 흐리다. 흐리네요. đọc lại cho cô thử xem.